năm Trung Nguyên Legend bán 800 triệu ly cà phê G7 tại Trung Quốc, đánh bại Starbucks lớn nhất thế giới với hai giải thưởng lớn. Mới khai trương vào tháng 9 năm ngoái, rất nhanh thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải, Trung Quốc đã đạt hai giải thưởng quán cà phê tốt nhất năm 2012 do Bang Awards trao tặng và quán cà phê nổi tiếng của năm trên Google Shanghai chỉ sau vài tháng hiện diện. Mỗi năm, Trung Nguyên Legend bán khoảng 800 triệu ly cà phê G7 tại Trung Quốc. Cứ 18 ly cà phê của bất kỳ thương hiệu nào bán ra thị trường thì có ít nhất một ly của G7. Tại Thượng Hải, Trung Nguyên Legend có tổng diện tích khoảng 500m² với hơn 150 chỗ ngồi, đã đánh bại Starbucks lớn nhất thế giới cách đó chưa đầy 100m cùng hơn 7.800 quán cà phê khác tại đây. Trang tin truyền thông khởi nghiệp của Trung Quốc đã đưa ra phân tích nguyên nhân Trung Nguyên Legend có thể dễ dàng đánh bại người khổng lồ Starbucks cùng hàng nghìn quán cà phê khác để giành giải thưởng quán cà phê tốt nhất, nổi tiếng nhất Thượng Hải. Thứ nhất, Trung Nguyên đã làm nổi bật các đặc điểm địa phương trong sản phẩm của mình. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã sử dụng hạt cà phê Robusta Việt Nam với vị và mùi hương độc đáo. Thứ hai là khả năng thích nghi với thị trường Trung Quốc. Trung Nguyên đã cho ra đời các dòng sản phẩm phù hợp với khẩu vị người dân bản địa. Thứ ba, quảng bá xây dựng thương hiệu hiệu quả. Tích cực tương tác với người tiêu dùng tại đất nước tỷ dân thông qua các kênh như phương tiện truyền thông xã hội.